Các bạn chạy 2 tiếng hồ mới lên tới các bạn. Thì cái xe như vậy nè, hôm nay là ngày hoàn thiện xe rim Thái dọn mới 100%. Hôm nay em sẽ tiến hành là dọn mới một xe rim Thái cho anh trai. Thì đầu tiên á, quay Thái, rim Thái hoặc là xe cúp, thì các bạn cũng biết cái xe của mình á, trong vòng bao nhiêu năm, đúng không? Nó 20 mấy năm, 30 mấy năm, thì những cái xe này nó rất là cũ, đa số đồ nó sẽ không giữ lại được như những cái xe rim đời mới giống vậy. Rim đời mới này là rim 110 nè các bạn. Đó, thì cái quá trình mà dọn mới lại một chiếc xe rim nó sẽ khác, và phục hồi lại một xe rim nó khác. Thì mời camera quay vô từng chi tiết cho chiếc xe này. Đó, và đó, ví dụ như cạch te đồ giờ là lô, gắp đồ thì giờ nó cũng hư. Đó, thì nhiệm vụ của người thợ là mình phải coi thử là món nào còn xài được mình xài lại, còn món nào không xài được á thì mình mới mua món mới. Và mình phải cân nhắc giữa là mua một cái món mới á với lại một cái món cũ, thì cái nào nó hợp lý hơn về giá thành để mà còn phù hợp với lại yêu cầu chủ xe nữa. Đó, bắt đầu mời camera nè, quay ở mình thì cái xe này không có yếm thôi, cho nên các bạn thấy nè, phần bát chỗ đây nè, các bạn rất là dễ thấy là nó cũng gãy hết rồi. Người ta phải hàn lại thì mình phải làm đồng lại cái khúc đó. Cậu này cũng kỳ công cho anh trai, là anh trai chạy từ dưới bò sữa Long Thành á, anh trai chạy lên mà các bạn coi cái xe là nó không hy hữu luôn nha các bạn. Chạy lên là cả kỳ tích á, mình có nói với ảnh là đó, các bạn thấy nè, đây thắng đồ không có luôn. Thì mình có nói với anh trai á là sau bữa em nói anh là anh gửi xe đò lên cho em đi, em gửi qua mai á, lên rồi em ra em nhận, em đi nhận đường bình thường hết, mà giờ chạy lên chi tội dữ vậy. Các bạn chạy 2 tiếng hồ mới lên tới các bạn. Thì cái xe như vậy nè, đó, bắt đầu em trai quay, mình để là cái trống nó xém muốn ngã rồi nha, cho nên mình phải giữ liên tục á. Đồ đạc trên xe thì nó không còn gì hết. Đó, các bạn thấy. Bây giờ là phải qua bàn tay của người thợ nè, để coi lại giữ lại được cái gì, bỏ đi những cái gì nè. Cái xe của anh là nát á. Đầu tiên là cái phần bát này nè, là người ta đã hàn lại là một nè. Phần thứ hai nữa bên đây nè. Cái xe riêng quan trọng nhất là khúc này nha. Đó, cái này người ta đã làm lại, người ta hàn lại rồi nè. Rồi phần thứ ba nữa là gỡ đuôi ra là thấy luôn. Đó, rồi còn ở dưới nè, ở dưới mới ghê. Đó, thì không biết xe này là xe của nhà anh hay anh mới mua lại thì em không biết, nhưng mà nó xấu lắm. Đó, rồi bây giờ là phần của em là em phải trả nó lại dinh hết. Còn các bạn coi nè, ở trong đây nè, một bẫy hết. Đó, thì giờ phần em phải làm lại. Em cảm ơn các bạn nhiều ha. Em chào anh trai. Anh trai coi clip này giùm em á, xong anh trả lời em nha. Bữa sau anh có mua cái xe nào mà cho em dọn, anh mua cái xe được chút cái xe gì đâu mà không giữ được cái gì hết. Bây giờ này, em sẽ quay là những món này là những món giữ lại nè. Là giờ đầu tiên em giữ lại ghi đông là sợ khỉ nè. Đó là một. Thùng xăng này á thì giữ lại cũng được, mà tốt nhất là nên thay mới. Anh coi nè, thùng xăng của anh nó hàng lủng luôn rồi. Đó, lủng thùng xăng luôn, sao giữ lại được. Thì camera khán giả rồi cũng vậy, coi hiểu không? Cái đồ nó nát quá, em giữ lại không được đâu. Giờ em quay cái đồ giữ lại được trước nè. Thì các bạn nhìn nó còn đỡ nha. Rồi bây giờ cặp phuộc này em giữ lại. Anh có thắc mắc, anh hỏi xe của anh là đời bao nhiêu đúng không? Trên cái phuộc của xe anh nó có ghi á, xe là đời 93. Đó, rồi là ghi đông giữ lại, phuộc giữ lại, má đùm giữ lại, má đùm trước má đùm sau giữ lại, cùi dĩ giữ lại. Còn cái hộp Boe của anh nè, ví dụ hộp Boe là nó gồm mấy chi tiết vậy đúng không, của anh nó nắp về dưới đây nó gãy luôn rồi, em đâu giữ lại được đâu. Thì bây giờ em giữ lại cái này thôi, em bỏ này em đi phục hồi nhựa lại. Đó, rồi cầm công tắc này em giữ lại để em lấy chữ HLB, em thay vô cầm mới cho nó đẹp. Còn nè, căm đùm niền đồ thì em trả lại cho anh hết, niền là niền lô nè. Khán giả xem kênh coi và hiểu nè. Giờ xe người ta bỏ số tiền lớn ra người ta dọn, không thể nào ta để niền lô lại hết. Anh em hay nói em thay,
Nhưng mà em thay đúng mà các bạn, ai đâu để đồ lô dọn lên cái xe mấy chục triệu đúng không? Em giữ lại được là cái đùm trước, là cái đùm sau của ảnh đùm lô luôn. Cái này là giữ lại cái đùm nha, căm đùm liền luôn là em trả hết. Cái này Vinh mà. Đó này bên đây, đó là quay sơ lại cái đồ giữ lại đi. Rồi bắt đầu nè. Qua bên đây, đồ trả nè ngồi. Thì ví dụ á, em xét đi, em xét tuyển đi. Ví dụ những món này nó bằng sắt là đa số sẽ giữ lại được nè. Thì bây giờ á, các bạn đi ra ngoài ánh sáng nè, các bạn thấy em xử lý vấn đề rất là kỹ. Thì nếu mà để em giữ lại được hai món này á, thì phải rửa sạch sẽ nó, bỏ cho người ta làm đồng. Tốn công tốn đồ ngồi trà rửa sạch sẽ hết nhớt hết nhau nè. Đó rửa ra xong rồi coi nè. Thì mấy thánh á, mấy thánh vô mấy thánh nói giùm em đi. Khuyết lũng luôn nè, cái này một hết. Rồi bây giờ bên này nè. Đứt ra người ta hàng lại luôn à. Làm sao giữ lại được. Đó thì bắt buộc phải trả về thôi, còn gác máy nè. Gác máy này đúng gác máy Vinh Liêm Thái nha các bạn. Rồi các bạn coi nè. Teo mất sắt luôn. Sắt rồi nó teo mất hết. Đó, thì bây giờ liệu giá trị giữ lại với lại thay mới các bạn sẽ chọn phương án nào? Mà cái này đồ mới không mắc nha. Chỗ móc là sao nè, chỗ móc là sao khuyết hết luôn. Đó, rồi. Còn toàn bộ đồ ở đây. Toàn bộ đồ ở đây nè, là em sẽ trả về hết cho chủ xe. Đó, nhông sơn dĩ mấy cái đồ này là đồ nhựa, đồ bể, đồ hết hết. Nè, đồng hồ này, pha đèn này, pha đèn lô nè. Đó. Bộ này bộ 1985 mà. Nó có này nè, giữ lại gì nọ coi đít bô nè. Đó. Cốc đuôi này ráp luôn à. Coi đồng hồ nè. Đồng hồ cỡ này trả về lại được không các bạn? Rồi. Em bóc ra vài cái hơn. Để các bạn biết thật sự xe nát lắm. Nè, xe anh hỏi em là đợi nhiêu đúng không? Xe anh chính xác luôn là tháng 4 năm 93. Là xe anh á. Bên đây cũng vậy luôn. Cũng là năm 93. Thì chốt lại xe anh là năm 93 nha. Mình phải dựa lên nhiều cái lắm. Ví dụ như là đầu tiên cái gấp, ở trên gấp này nó cũng có năm sản xuất nữa. Mà có thể là gấp anh nó mục nó nét quá đồ rồi mất cái dấu đó đó. Nè. Năm 93 nè, để em chùi sạch cho anh coi. Năm 93. Tháng 3 năm 93 luôn. Đó. Rồi, còn đế đèn nó đều bể hết vậy mấy anh giữ lại làm sao? Mấy anh nói tôi nghe rồi, tài nghệ ở đâu? Lương tâm người thợ ở đâu? Nói giữ lại nổi, không có giữ lại nổi đâu mấy ông nội. Đó, bể đâu hết. Rồi. Đây là đồ giữ lại. Có biển số nữa, còn như đây là trả về hết nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Của Liêm Thái là em thay mới hết 8 miếng, còn lại một miếng là em xài miếng theo xe. Thì miếng theo xe này nó đang là 593. Và cái cốp bên đây của em thay vô chủ xe cũng là 593 luôn. Đó, thì nó trùng năm luôn nha các bạn. Cái này thật sự là sau này giật ra rất là quý và giá trị. Rồi, bờ đầu đèn nè. Thì trước khi mà em đem đi sơn là em rà. Rà là sao các bạn coi những cái xe Liêm Thái em ráp á. Những cái phần này là nó rất là ôm. Là do mình rà trước rồi mình bỏ đi sơn. Và thêm một cái nữa là đồ nhựa màu xe rim hoặc là tất cả những dòng xe Honda đời mới sau này luôn. Thì ví dụ như trên xe nó là 10 miếng đồ đi, 10 miếng đồ nhựa đi, thì 10 miếng đó nó sẽ chia ra làm 2 màu đến 3 màu. Đó, ví dụ các bạn thấy rõ nhất là ở đây là cái gấp Liêm Thái nè. Ví dụ gấp Liêm Thái là một cái gấp mới nè, mà các bạn thấy là ở qua đây màu đậm nhưng mà tuốt ở trong góc này nè, người ta sơn ống tới, nó màu nhạt hơn. Thì cái này là em thay gấp mới luôn nha. Đó, gấp mới, em thay gấp mới, các bạn nhìn vậy các bạn biết gấp mới. Rồi, cầm này là em giữ lại để em ra đầu đèn chung luôn cho nó ôm. Đó, thì gác máy này em thay gác máy mới cho chủ xe nè. Bát bô này là em thay bát bô mới. Theo xe bát bô này giờ bắt đầu hết sản xuất rồi nè các bạn. Chống đứng này chống đứng cũ trên xe. Em làm đồng đồ lại. Em làm chân đồ nè. Đó, rồi bắt đầu em mới bỏ em sơn. Thì ví dụ như là ba nắp lốc nè, đùm trước, đùm sau nè, má đùm đồ nè là mình lấy đồ cũ trên xe mình tận dụng lại. Thì mình đem bỏ sơn, cái đùm này là đùm của em bỏ vô nha các bạn nha. Em mua đùm mới, cái này là đó, các bạn thấy em tẩy sơn ra trước rồi. Thì bắt đầu em sơn lại hết cho đồng bộ ra một màu. Gác máy này cũng vậy, gác máy này em kiếm gác máy mua theo xe á, em thay vô chủ xe đẹp hơn. Cái gác máy theo xe và cái gác máy mới nó có những chi tiết khác nhau, tới lúc mà ráp lên thì em sẽ quay cho các bạn. Còn đùm này em bỏ đóng cố má đùm đồ trước, đóng cố má đùm là ở này. Đó, rồi thì bây giờ ở đây là đồ sơn của xe rim.
Rồi em chào anh. Thì đầu tiên em đi từng phần xuống đầu trước. Đầu này của anh thì đúng đầu Vinh là rim Thái nè. Đó thì em sẽ để em phục hồi lại rồi em làm lại em thay số bắp. Cái lồng này của anh là cốt 3 nè. Thì em sẽ tiến hành là em đóng trả về lại tăng đa cho anh. Lốc này lốc số của anh nè. Thì em sẽ giữ lại bắt buộc à. Em sẽ rửa sạch sẽ nè. Lốc xả nhớt này nè. Là ốc xả nhớt á. Cái này kêu là ốc xả nhớt. Thì là người ta lên cốt rồi, lên cốt lớn luôn rồi. Em sẽ thay một cái lốc xả nhớt mới cho anh. Dên. Dên đây Dũng dên đêm Thái. Xe anh là đời thấp luôn á, đời 93 luôn á. Nó có chữ xì nè. Nó có dấu xì rô nè. Còn nồi anh nồi lô. Đó. Thì cái nồi này là nồi của anh nồi lô. Đây. Thì em sẽ trả phần nồi này lại về lại cho anh luôn. Hai mặt nhôm luôn. Cục đề này cũng là cục đề lô luôn. Phần máy của anh là không còn gì luôn á. Chỉ còn được cái dên này lóc số thôi. Cái vỏ đầu. Qua lăng của anh nè. Qua lăng của anh phần này bể luôn. Thì cái xe rim Thái nó mắc tiền nhất là qua lăng. Tại qua lăng mua thêm xe đẹp á. Đó. Đó nó cao tiền. Thì em sẽ trả về lại qua lăng cho anh luôn. Cái này em giữ lại. Cuộn lưỡi em giữ lại. Bộ số em cũng trả lại. Số thì nó mòn cút nhông hết rồi. Chào các bạn. Đừng lấy giải thua che mắt thánh. Nè các bạn thấy không. Bây giờ muốn làm đồng xe người ta đẹp á là các bạn phải xả ra. Các bạn thấy không. Các bạn thấy hồi nãy mà trước khi mà xả sơn ra em nói vấn đề xe này là bị làm lại chỗ này đúng không. Mình có mắt mình nhìn được cái món hàng mới đồ chứ. Đó. Thì là xe này là đã gãy ở đây rồi nè. Hẹn đây nữa nè. Đó. Rồi. Còn vấn đề mà ở trong nè. Thì các bạn khỏi nói tới đây, nó quá mục rồi đúng không. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ làm lại hết. Kiểm tra tất cả lại hết. Đó. Cho chủ xe này. Đó thì bây giờ cái sườn á lúc nào cũng vậy. Em sẽ đi bắn két tẩy sơn ra hết đi. Rồi bắt đầu em mới bỏ đi làm đồng. Để cho người làm đồng người ta dễ thấy được các bạn à. Thì sau khi mình bắn két hết sạch sẽ. Thì nó sẽ lòi ra những cái điểm mà khuất mắt hơn. Đó thì các bạn thấy nè. Ở đây là mình làm lại cái phần này luôn. Đó. Và sườn này là nó bị xé luôn nha các bạn. Nó xé dưới đây luôn. Nó xé hai cái mí này. Những xe riêng của bạn lâu rất là dễ xé nè. Đó. Và ống sườn cành hông rồi mình cũng làm lại luôn. Đó. Mình làm lại cành hông rồi hết. Giống đúng xe này thì cũ đúng Vinh là mình giữ lại. Mình lật mí lật đồ lại. Thì cái món đồ cũ các bạn khi mà tay làm lại á. Đó. Các bạn thấy em xử lý. Nó như là món đồ mới vậy. Mình là xử lý thô trước. Mình làm đồng làm vỏ đá đồ trước. Rồi á. Tay em bỏ đi sơn cho nên là trong quá trình rồi đó giờ có thể là các bạn thấy em làm đẹp quá đi. Các bạn mới không hiểu các bạn tưởng là em thay mới toàn bộ dưới đây là em thay hết thôi. Em thay hết đuôi rồi mục là em làm lại rồi nè. Và các bạn thấy cái dấu đường hàng của chủ xe á, người ta hàng rất là đẹp. Người thợ đồng á, người ta hàng rất là đẹp. Không có mí có đồ luôn. Đó, thì bây giờ là em sẽ bỏ sườn này em đi sơn. Rồi cảm ơn các bạn nhiều. Rồi chào các bạn. Thì vỏ của anh này nè, vỏ xe rim á thực sự cũng có nhiều loại các bạn. Thì vỏ này là vỏ tốt nè. Đó, ruột này cũng vậy, em xài ruột có ban đồng. Thì tới lúc mà ráp xong á, em sẽ quay cho các bạn ban đồng là sao, nó hay lắm nha các bạn. Niền em sẽ xài niền trùng mã cho ảnh. Đầm này là đầm, một cái đầm mới của em, cái đầm cũ của ảnh nè. Rồi, thì bây giờ là em bỏ đi rút căm trước nha. Em chào anh, thì hôm nay nè, là xe anh mới có đồ sơn. Thì khi có đồ sơn á, thì em mới tiến hành em ráp được. Và mình cũng gửi tới khán giả luôn. Thì nếu mà ai định mua một cái xe rim dọn, để mà dọn mới và phục hồi lại á, mà theo cái đam mê của mình á, thì lưu ý giùm em. Các bạn có thể kiếm một cái xe rim nào mà cái xác nó đẹp một chút. Tại thời điểm em dọn xe anh nè, thì em có dọn thêm xe nữa anh đó, thì anh được em tư vấn em mua cho ảnh. Ảnh tự mua cái xe rất là đẹp thì dọn lại đó. Còn ở đây là gấp này là của xe anh là em cũng thay. Nói chung là xe anh hầu như là thay hết luôn á, không giữ lại được gì, ngay cả cái đùm nè. Hồi bữa thì cái đùm trước và đùm sau của anh, thì đùm sau là thay mới em nói rồi, còn cái đùm trước là em giữ lại. Thì bây giờ nè, mời khán giả tới đây. Cái đùm trước là bữa nó bị tét á, mà mày không thấy. Đó. Là em để em sơn, sau khi mà sơn về em mới thấy luôn, thì em mới sơn lại cái đùm mới. Rồi bắt đầu em thay cho anh. Thì ở đây là phần bánh. Phần bánh ở đây là bây giờ là đùm sau, đùm trước. Tất cả nha, là thay lại cho anh hết. Là một bật đạn, em thay full mới. Cái vỏ này em sử dụng cho anh là cái vỏ đặc biệt luôn nha. Và cái ruột cũng vậy luôn, ruột đặc biệt. Tới lúc em dựng lên hết em sẽ review cho anh.
Ở đây là phần khung sườn nè. Sau khi em làm đồng lại, em sơn sườn, sơn đồ lại chỉnh chu đồ hết cho anh, thì bắt đầu em vô chén cổ và chén ba. Đó. Thì để tới lúc mà em ra ngoài nắng á, là bắt đầu em quay cho khán giả rồi xem luôn chỉnh chu cái chiếc xe nó như thế nào. Thêm một cái nữa là cực kỳ quan trọng của xe rim là cái phần đầu đèn. Phần đầu đèn đó thì trước lúc mà mình bỏ đi sơn hoặc là bỏ đi làm đồng, mình phải ra đầu đèn cho nó ôm sát. Sau khi mà sơn về mình phải ráp lại hết cái đầu đèn coi thử nó có ôm sát hay không, rồi có cần chỉnh sửa gì hay không nữa. Bởi vì khi sơn người ta sẽ hấp ở trong phòng các bạn, nhiệt độ nóng á, nó co giãn cái miếng nhựa. Đó. Viền áo thì là thay full mới nè. Rồi cái chống đứng này của anh á, và gác máy nè, là cũng em bỏ em sơn tĩnh điện này luôn cho nó ngon. Đó. Đồng hồ thì nguyên cụm đồng hồ này em thay mới nguyên cụm. Pha đèn trước, nguyên dàn đèn đồ á, đuôi đèn hậu sau nữa là em thay mới hết. Tất cả những sợi dây trên xe là em thay. Dây điện sườn, dây thắng, dây e, dây da, km, dây điện cục đề. Đó, full dàn chân. Ốc trên xe giữ lại được con nào thì em giữ, và em bỏ những ốc mới đi sơn chung luôn để cùng màu. Bên đây là những ốc thái sẽ thay khi mà xe anh, ốc bát đồ không giữ lại được. Xe anh có này quý là giữ lại là cái hộp boe. Hộp boe này là giữ lại em đem đi phục hồi lại nè các bạn. Cái hộp boe đặc biệt lắm, bởi vì cái phần răng ở trong này nó là răng diễn các bạn. Các bạn mua boe tồn kho hoặc là boe mới bây giờ nó không có, hiếm lắm. Em giữ lại em phục hồi lại như mới vậy. Cái đó là do công nghệ nó phát triển. Còn tại sao khi mà đã DC rồi mà còn thay lại ốc mới, các bạn thấy nè. Ví dụ là bề mặt cái bát tăng sơn này đi, do con tán ở trước mình xíu nè, nó lõm nó khuyết vô luôn. Đó. Thì nếu như vậy thì bỏ vô cái xe dầu mới đâu đẹp được đâu, đúng không các bạn? Mình phải mua bộ bát tăng sơn mới của Liêm Thái bỏ vô. Đó. Ở đây cốt cũng vậy, là cốt em thay cốt mới luôn. Mà em vẫn bỏ cốt mới em DC để chi giữ cốt mới và cốt cũ đó các bạn. Mình muốn là cái màu ốc mình chủ động được. Đó, cho nó cùng một màu. Rồi em cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Thì bây giờ em tiến hành là em ráp nè. Và anh trai á, có thắc mắc gì thì bây giờ bắt đầu anh trai hỏi em. Bởi vì giai đoạn này á, là giai đoạn dựng xe của anh lên, nó sẽ có cần rất là nhiều cái góp ý từ anh. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Thì ở đây nè, các bạn thấy là sau cái ống phục dài chứ đi Khoa. Thì cái này mình giữ lại đồ cũ của khách á, mình đem đi mình sẽ bóng ở ngoài. Thì mặt ở ngoài rất là đẹp nè. Đó, nhưng mà các bạn coi trong khi người ta xi, người ta ngâm axit nha các bạn. Thấy trong nó xét không? Các bạn thấy có người thợ sửa xe nào mà dụ kỹ như em giờ bắt lính á, ngồi sơn chống xét lại trong vậy không? Để làm chi vậy? Để bền cho chủ xe thôi. Đâu chi đâu. Ví dụ khách hàng đâu có thấy mấy cảnh này. Đó, em ngồi em mang mê từng chút một ở trong luôn. Trong đây mặc dù ai cũng thấy, đâu ai thấy nổi đâu. Nhưng em vẫn làm kỹ cho khách hàng của mình thôi. Thì hôm nay là em bắt đầu em soạn đồ, em ráp cái xe Liêm Thái giọng mới cho anh trai. Thì mời các bạn ra quay sơ giùm anh một tấm. Đây là những cái phụ đồ tùng trên xe còn xài lại được, và những phụ tùng em sẽ thay mới vào cho chủ xe. Thì đầu tiên là về vấn đề là lốc số đi. Thì khi mà một chiếc xe mà giọng mới thì mình phải kiểm tra kỹ. Đầu tiên là những cái lỗ này nè, có bị tu ốc lủng lóc hay không, để sau này tránh tình trạng xì nhớt. Cái hai nữa là những cái lưng mặt đạn này thì cần phải trả giờ lại cái sơ mi zin của nó để nó không bị lỏng lóc, lỏng dơn. Đó, và bên này vệ sinh sạch sẽ kỹ càng hết cho chủ xe. Còn cái lốc bên này thì ốc người ta đã lên ốc tốt rồi, đúng không? Cho nên là em sẽ thay lại một cái lốc mới. Thì cái lốc mới và cái lốc cũ á, nó sẽ đều giống nhau hết các bạn sẽ thấy những cái dấu vân nó nứt ở trên đây nè, là cái đó là cái pho nhà sản xuất hơn. Đó, ví dụ một cái lốc mà theo xe nè, nó vẫn có nứt. Đó, và bên này các bạn thấy dấu hàng, dấu đồ nè, là em đã xử lý lại cho chủ xe hết. Cũ bể đó, em đã làm lại và em làm răng lại luôn, để mà trả về lại nguyên bản cho chủ xe. Và dơn ở đây thì em sẽ tiến hành là em thay tay dơn mới. Em thay một tay dơn mới, em thay cặp mặt đạn dơn mới cho chủ xe. Đó, số em sẽ thay một bộ số mới. Bộ số trên những cái xe mà sửa chữa, đại tu máy hoặc là dọn mới rất là quan trọng. Bởi vì có bộ số mới này nè thì các bạn mới trường tồn 10 năm nữa, 15 năm nữa. Bởi vì đầu cốt nhông không cần rã máy ra. Khi mà các bạn thay bộ số mới thì cốt nhông này bắt đầu là nó mới rồi, nó đảm bảo được là cái độ rơ lắc của cốt nhông, nó có thể kéo được nhông thì dễ chạy tiếp. Đó, còn nếu các bạn tận dụng là bộ số cũ rất nguy hiểm, có thể các bạn sử dụng vài tháng hoặc 1 năm, 2 năm các bạn sẽ chuyển máy ra, các bạn làm lại.
Về hoa lăng này á, thì em sẽ kiếm một cái hoa lăng theo xe còn đẹp, em thay cho anh trai chủ xe, lửa củi luôn nè, ốc bảy màu hết, các bạn thấy không? Hoa lăng Rim Thái thì là một trong những cái mà kêu mà hiếm thôi và khó mua sau này. Thì ở đây là mình mua bộ theo xe cho chủ xe. Cái hoa lăng mới á, thì bây giờ là chỉ còn hàng tồn kho thôi, giá thành nó cao lắm, các bạn cứ mua những hoa lăng theo xe còn đẹp, các bạn gắn vô cho xe mình. Và phần lồng thì ở đây em đóng trả về lại Estanda cho chủ xe. Đó, bê tông Estanda luôn. Còn về phần đầu á, mình vệ sinh sạch sẽ rồi hết và mình sẽ thay hai số bắp CNC. Thì cái ưu điểm của hai số bắp CNC này á là nó sẽ bền hơn số bắp zin, ngon hơn số bắp zin của mình, và nó độ giãn nở khi mà nhiệt độ máy các bạn nó nóng lên, nó sẽ rất là an toàn. Đó. Về phần bơm nhớt á, thì em sẽ thay một cái bơm nhớt độ trên chủ xe để sau này bơm nhớt lên đầu bò được tốt hơn. Phần nồi á, là em sẽ thay full phần nồi ha, để tránh việc là sau này nó bị hú. Khi phần là thay phần nồi con á, thì các bạn lưu ý đồ hãng các bạn mua không phải là ráp vô là lấy. Ở đây nguyên chuồng heo này em sẽ để nguyên chuồng heo này, em sử dụng chuồng heo Supreme. Cái này là cái chuông trước hoặc là cái nhông nồi trước thì em sẽ đem đi gia công lại đó. Các bạn thấy là em thay một cái chuông mới và các bạn thấy là mặt trong đây nè, các bạn thấy được chớp bóng không? Thì tại sao vậy? Thì những anh em nào làm ngành nghề kỹ thuật thì anh em mới hiểu được là mình thay nguyên cái chân đế ba càng này, thay chuông đó, chứ không phải là mua đồ hãng mới là sẽ ráp vô thay mới như các bạn ha. Nghĩ ráp, mua đồ mới ráp vô cái là đấy. Thay mặt nhôm nồi em thay luôn. Rồi là sơn nồi, lá bố nồi, cốt bằng số. Đó, full bạc bản máy. Ở đây là cam cò trên xe em thay mới. Cái này là cò Thái ha. Rồi, cần muỗng ron sinh phốt thì toàn bộ hết. Thì em sẽ quay cho các bạn cái quá trình là em làm cái xe này. Sau đó xong là em kiểm tra em căn chỉnh nó như thế nào. Có một người anh đó, người ta coi kênh của em nhiều, người ta cũng có thắc mắc, người ta hỏi là sao anh coi kênh của em. Thì anh thấy em mở máy ra căn chỉnh rất là kỹ cho khách hàng và em đi lô đai rất là nhiều. Còn anh coi những kênh khác thì anh không thấy việc đó, là có thể là người ta ráp vô một lần lấy hay sao. Mình nói với các bạn riêng cái suy nghĩ của em á, riêng dòng xe 4 thì xài cam cò đồ thì nó rất là khó chịu. Các bạn mà đi lâu nó sẽ nhả nồi ra, nó nhả cò ra, các bạn phải căn chỉnh lại để rút lại, nó ấm xe hơn, nó êm hơn nữa. Còn cái việc mà nói mà một cái xe khi mà ráp xong đi mua đời không cần căn chỉnh thì em thấy là hoàn toàn sai. Cái đó là quan điểm cá nhân riêng của em. Cho nên em làm một chiếc xe, nhất là xe dọn, thì em muốn là em làm xong sẽ căn chỉnh kỹ cho khách hàng, để khi khách hàng nhận được cái xe rồi nó không có những cái trục trặc kêu là nhỏ nhất xảy ra, hoặc là người ta mấy tháng sau, năm sau người ta không cần gửi lên cho em nữa. Đó, mình hạn chế thấp nhất cái vấn đề rủi ro cho khách hàng của mình. Như vậy là ở đây là xong, thì giờ em xin tiến hành là em ráp lên. Em cảm ơn các bạn nhiều. Chào các bạn, thì hôm nay là ở xe Rim này tới giai đoạn là hoàn thiện. Thì những cái bước hoàn thiện này nè, rất là quan trọng là về bộ tem. Dọn bất cứ xe nào cũng vậy á, thì có một bộ tem đẹp á là cái xe nó đẹp à. Đa số anh em mình dọn xe Rim bây giờ trên thị trường thì sẽ là sử dụng tem mới, hàng mới đó. Và tem mà tem lửa thì hiện tại rất hiếm. Thì ở đây nè, mình có được vài bộ tem hồng là đúng zin từ hồi xưa luôn. Ở đây là em sẽ không giải thích cho số đông ha, bởi vì chắc chắn sau này bây giờ là em chơi TikTok là nhiều anh á, là sẽ không hiểu được cái giá trị của nó rồi. Đầu tiên là về cái bao bì nè, thứ hai nữa là về cái logo cánh chim đỏ nè, cái thứ ba là cái mã đó, nó sẽ có những cái mã này nè các bạn coi. Khoan, quay qua này, cái này là nó còn lâu đời hơn nữa nha các bạn. Đó, thì ở đây là sẽ không giải thích nha các bạn, bởi vì những cái em mà coi kênh hiện tại bây giờ trên mạng á, thì thật sự cái bộ tem này khi mà nó sản xuất ra nó lớn tuổi hơn mấy em quá nhiều. Đó, ở đây là đúng nghĩa là bộ tem không dành cho số đông, nó là vậy á. Ở đây là đế ba em, cho anh mượn con dao hay kéo gì kìa. Em sẽ quay cho các bạn coi là về cái đế keo ba em. Các bạn hay nghe nói đế keo ba em á là cái gì? Thì đây, hồi xưa á là đó, đầu tiên rồi em trai, em có thể nhá ra anh cho sơ. Có nhiều anh em người ta thắc mắc là keo đen là cái gì á. Đó, là mình sẽ cho các bạn coi nè. Và cái tỷ lệ mà thất bại khi mà dán tem tụm nha, nó cao lắm nha các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì những cái tem này á, nó do bảo quản quá lâu kêu là nó sẽ không còn ăn keo,
giống như là một bộ tem vậy là mấy chục năm thì nó không còn ăn lớp keo nha các bạn. Nè đây em lấy cái này ra em anh luôn. Cái này là đó, các bạn coi cái đế dưới của nó, cái keo dưới á, là cái đế của nó màu xám, nó màu xám giống vậy nè đó. Mình hay kêu là và nó sẽ có cái tem, nó sẽ có những con tem thông số dưới đây đen thui luôn. Ở này là keo bay em hồi xưa nè các bạn. Thì cái xác suất cái keo này nó không còn ăn á, vẫn rất là cao nha. Ừ. À, đây nè, đây nè, đen xe. À đây đây đây, cái phần này á các bạn biết sao mà nó thiết kế màu đen không? Thằng Honda hồi xưa thiết kế rất là hay nha. Cái tem này á là để dán cái nẹp sườn. Thì cái nẹp sườn này nè là nó bằng nhựa chết các bạn. Thì khi mà cái chất liệu keo nó ăn lên đây nó phải khác thì mới tăng độ bền. À còn cái đồ nhựa này nè, hoặc là cái sườn sắt của mình nè, đó thì nó lại ra là một cái chất liệu khác, đó chất liệu nhựa khác, cho nên là nó mới hãng Honda nó mới thiết kế là hai cái nẹp sườn nè là cái tem màu đen đó, cái keo màu đen đó các bạn coi. Này em vừa lột ra mà cái giấy nó ba em nó xưa quá mục rồi đó, là màu đen đen thui rồi. Còn cái này là dán lên cặp nắp cốp, thì nắp cốp bằng nhựa bình thường và nó có sơn nữa, rất là dễ ăn. Còn cái này ở đâu có sơn gì đâu đó, các bạn thấy không? Rồi thì giờ các bạn là lâu lâu á, thực sự là các bạn coi kênh em thì hiếm lắm camera ngồi xuống mới thấy được những cái cảnh này, bởi vì khi mà rớt vô những cái cảnh này á thì là một cái chiếc xe các bạn biết là người ta tâm huyết tới cỡ nào, người ta đặt hết cái những cái gì mà kêu là vẻ đẹp cho chiếc xe để mà xe mình nó chỉnh chu nhất thôi. Rồi giờ em xin phép dán bộ tem mình lên. Và tem này thật sự mình nói với bạn luôn á, khi mà dán xong ra và nắng review cho các bạn á, không thể nào nó giả được. Ở trong cái tem mình nó có nhũ bạc, thấy rõ nhũ bạc luôn. Rồi em cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn tại sao á mà các bạn thấy á, nó có một cái lớp giấy màu trắng ở ngoài á, là lớp cháy đó kêu là cái siêu á, để bảo vệ con tem của mình khỏi chày. Hồi xưa thì người ta làm rất là kỹ đó, từng cái chất liệu từng thùi thùng luôn rất là kỹ các bạn. Và để ra nắng thì em sẽ chụp cho các bạn coi, đẹp lắm, không thể nào giả nổi nha.